Xin chào quý anh em nha. Thì hôm nay là giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mới luôn. Đó là cái lưỡi trâu CDI. Thì bữa trước thì anh em hỏi mình nhiều về cái này lắm, nhưng mà thực sự anh em là bữa trước là mình đi kiếm mãi luôn nhưng mà không có được cái lưỡi trâu ngon ngon anh em ạ. Nó toàn là những cái hàng mà dạng như hàng giả di này kia thì nó rất là yếu, và thứ nhất là nó mỏng, mà thứ hai nó rất là cứng nha. Thì hôm nay là mình đã kiếm được cái lưỡi trâu zin cho anh em rồi, thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây này, cái lưỡi trâu zin này thì chất lượng nó rất là tốt và cái giá của nó cũng hữu nghị đó. Thì đây là cái CDI đây. Đây. Cái CDI này. Đây, đây cái CDI nhá. Thì tí mình sẽ ráp vô cho anh em coi một bộ nó như thế nào. Thì báo giá cho anh em trước ha. Thì cái lưỡi trâu CD và CDI này một bộ của nó là 350 nha. Anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ với mình. Bao anh em là ngon lành cành đào luôn. Giá là cực kỳ tốt cho anh em nha. Ok anh em ơi, thì đây đã gắn vô ướm thử cho anh em coi rồi ha. Và nó rất là đẹp luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn em. Đó. Rất là đẹp anh em ha. Này. Anh em có thể thấy. Quá đẹp. Và cái lưỡi trâu này này anh em là nó rất là mềm nha. Lưỡi trâu nó rất là mềm cho nên là khi anh em chúng ta gắn vào này không phải sợ đâu. Nó không giống như những cái loại lô nhá anh em nhá. Loại lô thì nó đây, giữa này nó còn có cái chữ như này. Cái này thì mình cũng không biết, nó chắc là đồ zin thì nó có cái chữ này, tại vì cái này mình không có để ý ha. Và thì thường là đồ zin nó sẽ hay có mã mã số số kiểu đấy. Cái này nó rất là mềm luôn em, đúng chuẩn theo kiểu theo xe làm sao mà nó mềm y như vậy nha, chứ nó không bị cứng giống như những cái hàng hàng đểu nha anh em. Thì anh em nào mà chúng ta đang có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Cái này rất là mềm luôn nha, hàng hai tem nhá. Hàng hai tem, tem Thái nhập thì anh em yên tâm rồi. Một tem made in Thái Lan, một tem là made in nhập khẩu bởi công ty Honda Vĩnh Phúc Việt Nam. Cho nên là anh em cứ yên tâm là đúng hàng, đúng giá cho anh em. Thì một bộ như vậy giá của nó 350 nha. Bao anh em lên xe cực đẹp, cực ngầu luôn. Anh em là có nhu cầu có thể liên hệ với mình nha. Chữ CDI sáng bóng này. Nhìn thấy rất là mê luôn em. À, cái này hơi dính mồ hôi tay mình chút xíu ha. Rất là đẹp nha, mới tinh, cực đẹp luôn, vừa khít nha. Rồi ok, anh em có nhu cầu liên hệ với Đạt nha, cảm ơn em rất là nhiều, quá là đã luôn em ơi.